Xin chào các bác, đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Titan Tech M6, một là mẫu xe của Đức, được trang bị bộ đè full DOG. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Khung nhôm Đức sơn nguyên bản, Titan Tech thương hiệu của Đức. Đĩa chụp rỗng, trang bị bộ điểm rộng Shimano DOG rất là cao cấp. Xe do là còn xe cũ và qua quá trình sử dụng nhiều nên là nó có vết xước không thể tránh khỏi. Lốp Michelin, lốp Đức. Sóc hơi trên này, tay bấm DOG và phanh dầu Shimano, ghi đông chuyên để leo núi, nhiều carbon. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m58-59 đến khoảng 1m70 thì là phù hợp. Zin 18 lít, 3 bình đĩa. Chiếc xe đang bán bên em với mức giá là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuẩn hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình với nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe mà em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.